Thưa quý vị, chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay 14 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, các sở ban ngành của thành phố Hà Nội. Cử tri hoan nghênh hoạt động của Quốc hội ngày càng có nhiều đổi mới trong lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của đất nước, nhất là thành tựu, kết quả mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Cử tri cho rằng, cán bộ và nhân dân rất phấn khởi về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta, đặc biệt là sự kiện Tổng thống Mỹ nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Việt Nam vừa qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Qua đó cho thấy vai trò vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, cử tri cũng cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đảng ta tiến hành và đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang diễn ra rất quyết liệt, hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Việc xử lý cán bộ vi phạm có nhiều bước tiến lớn, toàn diện. Cử tri mong muốn Đảng, Chính phủ, chính quyền, các cấp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, không ngừng nghỉ. Việc điều tra, xét xử các loại vụ án này phải kiên quyết đến cùng, công khai, xử lý cán bộ vi phạm phải thật nghiêm minh để có tính răn đe cao. Việc thu hồi tài sản do tham ô, tham nhũng cần phải minh bạch, kịp thời và triệt để. Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng lần này đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng là nguồn động lực mới cho sự phát triển đất nước. Tôi và tất cả cử tri quận phường Đội Cấn hoàn toàn đặt niềm tin vào những nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Trên thực tế đời sống của xã hội, cử tri chúng tôi nhận thấy rằng trong xây dựng đô thị nổi lên là những vấn đề lớn như nhà ở xã hội, nhà chung cư mini, phòng cháy chữa cháy, mật độ chung cư tại những khu đất vàng khi các cơ quan xí nghiệp rời ra ngoại ô, việc cải tạo các chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã cho ý kiến xem xét thông qua dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Cử tri chúng tôi trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét cân nhắc kỹ thông qua dự luật, cần quan tâm đến các cơ chế đặc thù về tất cả các lĩnh vực để Hà Nội có đủ hành lang pháp lý, thu hút nhân tài, nhân lực trẻ là cơ sở để phát triển nguồn lực xây dựng Hà Nội xứng tầm là trung tâm thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Rất mong mỏi các vị đại biểu Quốc hội có thể có những kiến nghị, đề xuất, nêu vấn đề với các cơ quan chức năng để có thể khắc phục sớm nhất những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thông tin, định hướng thông tin, bảo mật thông tin trong quá trình chuyển đổi số của nước ta. Chúng tôi cũng thực sự mong muốn, kỳ vọng và cũng xin hứa sẽ nỗ lực góp sức trẻ của mình để sự phát triển của công nghệ, của mạng Internet và mạng xã hội sẽ thực sự là đòn bẩy chứ không phải là rào cản để Việt Nam ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong quá trình hội nhập toàn cầu. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri có nhiều ý kiến ngắn gọn nhưng sâu sắc, thiết thực, nêu đúng, trúng những vấn đề cần quan tâm mà kỳ họp tới Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định. Các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trước các kỳ họp, đại biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo nội dung chương trình và tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri để tổ chức kỳ họp thành công. Nội dung, kết quả kỳ họp phải thể chế hóa chủ trương của Đảng, từ đó thấm vào trong từng người dân, giúp cho ý Đảng luôn luôn quyện với lòng dân. Do đó, các cuộc tiếp xúc cử tri phải được tổ chức thiết thực, không hình thức. Đề ra chủ trương đường lối chính sách phải là hợp lòng dân, phù hợp với thực tế khách quan và phải có được kết quả cụ thể thì lúc bấy giờ mới gọi là thành công tốt đẹp. Hội nghị nào sau thì cũng thấy bế mạc là thành công tốt đẹp, vỗ tay rất là dài, hoan hô. Tất nhiên là thành công nó dưới nhiều khía cạnh, nhưng ý tôi muốn nói là nó sâu sắc là cái chỗ cái nội dung nó phải thấm được vào trong từng người chúng ta. Và chúng ta lại có trách nhiệm đóng góp trở lại
với những cái dự kiến mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ định làm sắp tới. Như thế là ý Đảng luôn luôn quyện với lòng dân. Thế tại sao lại cứ trước mỗi kỳ họp lại phải xin ý kiến cử tri, và sau kỳ họp thì lại báo cáo kết quả với cử tri để cử tri đóng góp với Quốc hội. Quốc hội mới để xem xét luật pháp đã phản ánh đúng cái nguyện vọng của cử tri chưa, và triển khai thực hiện đã đúng đường lối của Đảng chưa. Dân gần là vừa giám sát, kiểm tra đấy cơ mà. Một ý kiến các bác thôi, nhưng mà sẽ có tác động đến các lãnh đạo. Biết là cái việc này có được lòng dân không? Làm cái việc này có dân có đồng tình không? Quan trọng lắm nhé. Cái này dân không đồng tình, thế thì cái chính quyền này là của ai? Quốc hội là của dân, do dân, vì dân. Đảng lãnh đạo Quốc hội cũng là theo cái tinh thần là về tất cả vì lợi ích của nhân dân. Cuối cùng dân là người quyết định. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Không được lòng dân là có khi mất chế độ. Chia sẻ một số kết quả quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là hoạt động đối ngoại thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm nhất quán đường lối đối ngoại và phong cách ngoại giao cây tre, gốc vững chắc nhưng thân mềm dẻo, có tình, có lý, có trước, có sau của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhưng mà đường lối đối ngoại của Việt Nam là cây tre rất mềm dẻo nhưng mà gốc rất vững chắc, thành lũy tre cũng đổ phá được. Nhưng mà gió rất là uyển chuyển, khéo léo, mềm dẻo nhưng mà kiên cường, của học với đường lối của cha ông ta, đặc biệt là tư tưởng của Bác Hồ. Tổng Bí thư mong muốn cử tri và nhân dân thủ đô tiếp tục đóng góp xây dựng Hà Nội xứng đáng là thủ đô của nước Việt Nam anh hùng và truyền thống nghìn năm lịch sử. Vào chiều ngày hôm nay, 14 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có cuộc tiếp xúc với cử tri là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, vấn đề về thông tin của người dùng bị lộ, lọt trong quá trình sử dụng các ứng dụng để thanh toán điện tử, dẫn đến nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các chương trình nâng cao năng lực cho lực lượng thanh niên trong chuyển đổi số còn hạn chế. Một số cử tri đề nghị chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển, kết cấu hạ tầng tuyến giao thông huyết mạch như tuyến đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ, trung tâm logistics, nạo vét luồng Định An sông Hậu nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn cho hoạt động giao thương hàng hóa nông thủy hải sản các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn trong công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi đoàn và các chi hội ở ấp và khu vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận và bước đầu giải quyết các kiến nghị của các cử tri. Tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố, chúng tôi rất xúc động, phấn khởi và thực sự là rất ấn tượng về những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt ra. Lần tiếp xúc này thì tập trung vào cử tri là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thì có thể nói đây là một cái thế hệ lãnh đạo, một nguồn lực, một lực lượng xung kích để chúng ta xây dựng, kiến thiết và phát triển thành phố Cần Thơ cũng như đất nước chúng ta. Cùng với báo cáo về kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục cho ý kiến thông qua đối với 17 dự án luật, trong đó có những dự án luật quan trọng có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân như các luật sửa đổi đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm xã hội, căn cước và luật thủ đô. Cùng với đó, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tới đây sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, thực hiện quyền giám sát tối cao, trong đó có giám sát chuyên đề về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
với 44 chức danh. Thủ tướng cũng điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023. Trong đó 9 tháng năm 2023, GDP của thành phố Cần Thơ ước tăng 4,71%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%, hoạt động du lịch tăng 19%, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 63%, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tới đây, thành phố Cần Thơ cần điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, hài hòa giữa chính sách, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ, thúc đẩy mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu thành phố Cần Thơ tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, dịch vụ, ngành có tiềm năng, lợi thế, chú trọng tận dụng thời cơ, phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, triển khai đề án 06. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt kỳ vọng vào sự phát triển lớn mạnh và thành công của thành phố Cần Thơ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng đồng hành với chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Dự và phát biểu tại lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2 nối thông hai bờ tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long vào chiều tối nay 14 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 7 cùng các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục để thông xe dự án vào cuối năm 2023, bảo đảm chất lượng công trình, phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu là một trong 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Ban Quản lý Dự án 7 làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt. Tổng mức đầu tư của dự án trên 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên trục đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Cần Thơ, kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ, nối liền hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, là trục đường huyết mạch có lưu lượng giao thông lớn bậc nhất trong các trục quốc lộ chính trong khu vực. Dự án triển khai thi công trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19 năm 2020 và 2021, tác động kép do biến động chính trị trên thế giới khiến cho giá nhiên liệu tăng cao và tăng giá vật liệu như sắt, thép, đá, xi măng đã làm ảnh hưởng đến công tác thi công triển khai. Sau khi hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ nối thông tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, thông thương giữa trung tâm kinh tế thương mại phía Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hoàn thiện hệ thống vận tải logistics trong khu vực, đồng thời giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và quốc lộ 1A, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng cao, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội khu vực Tây Nam Bộ. Thị sát hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành liên quan, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang trong việc vượt mọi khó khăn thách thức nhiều mặt. Triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ 3 tháng, rút ngắn tiến độ so với thi công cầu Mỹ Thuận 1. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương nỗ lực to lớn của các bộ ngành địa phương để làm nên cây cầu của Việt Nam, từ thiết kế, bố trí vốn đến triển khai thi công. Các bộ ngành địa phương, cả hệ thống chính trị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khát khao đưa đất nước phát triển hùng cường thịnh vượng, thể hiện qua các khâu thiết kế, giải phóng mặt bằng, thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mỹ thuật. Tại buổi lễ, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2. Vào hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn để báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6. Cử tri quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo. Thì nếu mà xếp theo sức mua tương đương, ấy, mà theo số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF, ấy, thì đến năm cuối năm ngoái thì Việt Nam đã xếp thứ 10 của châu Á và thứ 24 thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta đã đạt là gần 735 tỷ đô la Mỹ, tức là một trong 20 nước trên thế giới mà có cái kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.
Trao đổi cụ thể về các kiến nghị đề xuất của cử tri quận Đồ Sơn, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ lo lắng của cử tri liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện pháp luật đôi khi còn hạn chế. Cần phải tăng cường hơn nữa cái công tác giám sát, nhất là giám sát đầu tư công, rồi vấn đề đất đai. Và cái thứ ba là chúng tôi thấy rất tâm đắc, đó là đề xuất giám sát vấn đề cán bộ công chức. Mà hôm nay tôi thấy trong 11 ý kiến phát biểu là đề cập đến công chức viên chức nhiều. Thì chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến này. Và có lẽ sang năm sẽ chọn cái chuyên đề tối cao của Quốc hội hoặc thường vụ gì đấy, vấn đề liên quan đến công chức và viên chức. Chúng tôi rất là tán thành cái ý này. Nhất là hiện nay là một bộ phận cán bộ công chức là sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và chuẩn bị chu đáo cho hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sắp tới. Một đồng chí giữ chức danh nhưng chưa đủ thời gian một năm thì sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này như chức danh Chủ tịch nước, hai Phó Thủ tướng và hai Bộ trưởng vừa được Quốc hội bầu. Về vấn đề xử lý cá nhân tập thể liên quan tới vụ cháy nhà chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan hữu quan đang xem xét để xử lý nghiêm trách nhiệm của những tập thể cá nhân liên quan đến vụ cháy. Chúng ta đang thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà viết thư cho Đảng bộ Hà Nội và những gia đình, những người gặp nạn thì phải kiểm tra và xử lý nghiêm. Và tôi cũng thông báo là đang kiểm tra Đảng đã, đang kiểm tra quận ủy và một số tổ chức đảng trực thuộc. Và những người mà trong phạm vi đang kiểm tra này là không có quy hoạch, không có bổ nhiệm, không có xem xét cái gì hết. Rồi là rà soát lại hàng loạt các cái vấn đề, tổng rà soát lại tất cả các cái chung cư gọi là chung cư mini trên địa bàn Hà Nội, khoảng 2.000 cái. Và truy lại những cái chuyện cấp phép xây dựng cái này như thế nào. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, nhà ở riêng lẻ có nhiều căn hộ hay còn gọi là chung cư mini là nhu cầu thực tế của người dân, cần xem xét ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, điều khoản chuyển tiếp ra sao để bảo đảm ổn định cuộc sống và an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Nhưng dứt khoát những sai phạm vi phạm thì không được hợp thức hóa. Về dự án luật đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần chuẩn bị dự án luật với chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo đúng quy trình 3 kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội nêu kinh nghiệm của dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Nếu chất lượng dự án luật chưa bảo đảm thì vẫn có thể Quốc hội sẽ chưa thông qua. Vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Về cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định đây là vấn đề đại sự. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định vấn đề tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo nghị quyết số 27 gắn với vị trí việc làm hướng tới bỏ hệ số. Đến nay, nước ta đã chuẩn bị được khoảng 500.000 tỷ đồng cho công tác cải cách chính sách tiền lương, theo nguyên tắc mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm mức lương sẽ tăng từ 5 đến 7%, để tiến tới trong thời gian ngắn, lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất. Từ nay cho đến thời điểm dự kiến thực hiện ngày 1 tháng 7 năm 2024, cần tập trung hoàn thiện vị trí việc làm, chức danh, chức vụ công tác để làm cơ sở cho việc cải cách tiền lương. Thưa quý vị, trở lại với tình hình mưa bão tại các tỉnh miền Trung. Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng trong những ngày tới. Nguy cơ ngập lụt thì vẫn có thể kéo dài. Chính quyền thành phố Đà Nẵng và các lực lượng đang nỗ lực để kịp thời ứng cứu những người dân tại các vùng trũng thấp. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo tất cả địa phương đơn vị hoàn thành việc di rời dân trước 16 giờ chiều ngày hôm nay. Trong đêm ngày 13 và sáng ngày 14 tháng 10, lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức di rời sơ tán 1.941 hộ gia đình, với hơn 5.693 người trên địa bàn các huyện Liên Chiểu, Thanh Khê và huyện Hòa Vang ra khỏi vùng ngập lụt. Đặc biệt, tại khu dân cư ở đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu, hơn 5.110 người dân đã được đưa đến nơi tránh lũ an toàn. Ủy ban dân phường Hòa Nam đã di chuyển hơn 3.000 nhân khẩu ra khu vực vùng trũng thấp để về đến nơi an toàn. Trong phường giúp đỡ cơm với gạo, cơm nước với là đồ ăn uống, các thứ sữa cho các bé. Tại cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố vào trưa ngày hôm nay, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh yêu cầu các lực lượng chính quyền địa phương phải tập trung lực lượng khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu,
kiên quyết không để bất kỳ ai ở lại để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Các quận huyện tiếp tục thực hiện các cái giải pháp mà chúng ta đã thực hiện từ hôm qua đến bây giờ. Nhất là vẫn duy trì cái dân mà chúng ta đã là di dời rồi đấy, thì vẫn ổn định ở đó. Và tiếp tục mở rộng, và những người nào chưa đi thì phải đi trước 16 giờ chiều hôm nay. Đảm bảo cái lương thực thực phẩm cho các đối tượng này, dứt khoát là không để người ta thiếu ăn bất kỳ một bữa nào. Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn, đồng thời bố trí trực ban 24/24 giờ, tiếp nhận, tổng hợp thông tin kịp thời, báo cáo ban chỉ huy để triển khai lực lượng xử trí các tình huống có thể xảy ra. Tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cho biết, do mưa lớn kéo dài từ đêm qua nên đến sáng nay ngập lụt cục bộ gây chia cắt diễn ra ở nhiều điểm tại 9 trên 11 xã. Trước tình hình dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực nguy cơ có sạt lở, lũ quét, ngập úng sâu, chính quyền huyện Hòa Vang đã triển khai nhân lực chốt chặn, lập hàng rào cảnh báo, đồng thời vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi di dời được là 46 hộ, 149 nhân khẩu ở các cái vùng là nguy cơ sạt lở cao, và cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân là tự dự trữ cái lương thực thực phẩm để đảm bảo ít nhất là 7 ngày để người dân đảm bảo sử dụng trong cái thời gian thiên tai diễn ra trong thời gian dài. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Hòa Vang cho biết sẽ huy động các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, sẵn sàng sơ tán người dân theo các kịch bản đã phê duyệt. Không chỉ Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, tại nhiều địa phương khác của miền Trung, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và các công trình đê chắn sóng biển bị ảnh hưởng. Sau đây là cập nhật nhanh của chúng tôi. Từ ngày 12 đến 14 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều nơi ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh và Bố Trạch bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Tại huyện Quảng Trạch, kè chống sói lở sát nhà thờ Xuân Hải, xã Quảng Phú bị sạt lở khoảng 30m. Chính quyền xã đã huy động lực lượng phòng chống bão lũ và người dân thực hiện gia cố tạm thời bằng bao cát. Do mưa lớn kéo dài, 153 hồ chứa thủy lợi tại tỉnh Quảng Bình đã đạt 60% dung tích thiết kế, trong đó 9 hồ đạt 100% dung tích thiết kế. Một số ngầm ở Thượng Hóa, xã Dân Hóa, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cũng bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Trong đó ngầm qua thôn Quyền, xã Thượng Hóa ngập sâu, khiến giao thông vào 7 bản của xã bị chia cắt. Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ tối qua đến sáng nay, 14 tháng 10, khiến một số đoạn đường tại quốc lộ 14H, đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên ngập sâu gần 1 mét, phương tiện di chuyển khó khăn. Hiện nay 17 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý thì có 15 hồ tích nước từ dưới 50% đến 62%. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, giao thông trên các tuyến thủy nội địa tại tỉnh Quảng Nam hoạt động hạn chế, riêng các tuyến Hội An, Cù Lao Chàm vận tải hành khách ngừng hoạt động. Còn tại thành phố Hội An, mưa to kèm theo sóng biển lớn khiến cho bờ biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An bị sạt lở nghiêm trọng. Tại hiện trường, đoạn bờ biển kéo dài cả 100m bị sóng lớn công phá dữ dội, nước biển ăn sâu vào khu dân cư hơn 10m. Khu vực bờ biển này chưa nằm trong vùng bảo vệ của dự án trung hạn là đê ngầm kết hợp tạo bãi đã được xây dựng. Trong mỗi đợt biển động, khu vực bờ biển phường Cẩm An thường xuyên bị sóng biển xâm thực bào mòn gây sạt lở nặng. Trong 24 giờ qua, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam cũng đã có mưa rất lớn, có nơi trên 400mm. Với lượng mưa dự báo lên tới 800mm, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên mức cao nhất đối với Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trong 24 giờ qua, diễn biến tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng và Huế rất phức tạp. Theo dự báo, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có lượng mưa từ 300 đến 500mm, có nơi trên 800mm. Ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm. Ngoài ra, ở khu vực phía Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ. Khu vực Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Đây là lần đầu tiên tình hình mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng được nâng lên mức cảnh báo thiên tai ở mức độ 4. Trong những ngày tới, mưa lớn tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến khó lường. Người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ.